Rồi, hello cả nhà, lại là Mr. Phạm Thường đây cả nhà. Hôm nay Thường với mọi người cùng tham quan thực tế dự án MTS Smart City 1 tại phường Long Trường, thành phố Thủ Đức cả nhà. Thì trên video đó là mình đang đi từ ngoài đường Trường Lưu vào dự án. Đây là trục đường đường N3 cả nhà, đường này 16m. Như trên video thì đó là khu dân cư cao cấp Sentana Đình Phúc Thành. Thì các nhà xây có sẵn đó là những khu dân cư xây theo màu của khu dân cư Sentana Đình Phúc Thành 14,9 ha. Đó, mình đang ra dự án MTS Smart City 1 cả nhà. Thì dự án MTS Smart City 1 quy mô của nó là gần 2,4 ha. Thì bao bọc bởi nhánh sông tự nhiên, nhánh sông xoài rạp cả nhà. Thì cụm này thì có tầng hầm là rơi vào đâu đó tầm khoảng 2,2 ha là tầng hầm. Dự án thì có 5 cụm block. Và số lượng căn hộ của nó là 1.384 căn hộ và một tầng hầm chung ở nhà. Thì dự án này nó sẽ có là 3 mặt tiền đường chính là mặt tiền Trường Lưu khi này mình đi vào á. Và mặt tiền đường thứ hai là mặt tiền đường lò lu nối dài ngay cái bên cạnh này cả nhà. Cả nhà nhìn thấy bên cạnh. Và dự án MTS Smart City 1 thì có một điểm mạnh là mặt tiền đường vành đai 3 có lộ giới là 120,5 m và là dự án duy nhất nằm tiếp giáp mặt tiền đường vành đai 3 đang thi công và đang mở bán tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại. Và dự án này đang được bán và công bố ra thị trường thì mức giá tầm khoảng 42 triệu có vé. Và dự án đã đủ điều kiện bán hàng rồi nha. Và hiện tại khách hàng mua thì có thể ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư luôn. Và dự án này thì do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành và đơn vị xây dựng là Phước Thành và đơn vị kiến trúc là Green Design và đơn vị giám sát thi công là SCQC2 cả nhà. Và dự án này sẽ được bàn giao cho cư dân vào quý 4 năm 2024, đầu quý 4 2024. Dự án này thì đã có nhà màu đã lâu rồi nha. Thì nhà màu thì nằm ở ngay 36 Mai Chí Thọ, ngay đầu cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đó, như mọi người nhìn trên cao á thì mọi người có thể thấy là tháp ABC thì đã lên tầng rồi, lên các tầng của căn shophouse đấy cả nhà. Thì dự án này thì được bao bọc bởi nhánh sông tự nhiên nên là khi mà hoàn thành thì dự án này khá là đẹp vì được bao bọc xung quanh sông thì sẽ là rất là mát vào mùa dịp hè. Dự án này thì sẽ bắt đầu ký hợp đồng mua bán vào từ mùng 9 tháng 11 đến mùng 9 tháng 12 năm 2022 này nha. Thì khách hàng bây giờ có thể bắt đầu ký hợp đồng mua bán rồi. Và dự án này thì có các thiết kế là 1, 2, 3 phòng ngủ và có cả đắp led cả nhà. Thì dự án này thì diện tích cũng đa dạng từ 63 đến 99,9 m² là 1 đến 3 phòng ngủ và có những căn đắp led là lên đến gần 200 m². Thì căn đó thì khoảng 4 phòng ngủ có thể cho gia đình là đông thành viên. Đó, như mọi người nhìn thấy cao đó thì đây là buổi chiều thường đi cập nhật thì nước sông dâng lên tự nhiên khá là cao và bao bọc rất là trong như cả nhà. Ở đây thì nước thủy triều lên xuống theo giờ như cả nhà nên là có những khi là nó sẽ rút hết và nó có những khi là nó sẽ lên rất cao, nhưng yên tâm thì dự án của mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những mưa lũ hay gì đó bị ngập vì dự án có cốt nền khá là cao và xung quanh đó là khu dân cư của Sentana Điền Phúc Thành thì nền nó khá là cao nên là vấn đề ngập thì không ảnh hưởng, chỉ có những lúc triều cường nó cao thôi. Đó, quý anh chị yêu quý Mr. Phạm Thường thì nhớ đăng ký kênh YouTube của Mr. Phạm Thường để đồng hành cùng Mr. Phạm Thường cả nhà. Rồi Thường sẽ luôn cập nhật những video mới nhất về bất động sản tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý anh chị đang thắc mắc về bất kỳ bất động sản nào tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể liên hệ với Thường theo số điện thoại là 0868 545455. Và quý anh chị đang quan tâm về dự án MTS Smart City thì đừng quên lưu số của em Thường để em Thường luôn luôn cập nhật những tiến độ mới nhất và những thông tin mới nhất được update từ các hướng
Rồi quý anh chị yêu quý Mr. Phạm Thường thì đừng có quên đăng ký kênh YouTube của Mr. Phạm Thường và ấn nút chuông để nhận thông báo những video mới nhất cả nhà. Rồi mình sẽ đi ra ngoài đó, ngoài dự cổng dự án để mọi người có thể hình dung. Đây, mình đang bay trên những căn nhà phố một trệt hai lầu xây theo mẫu của khu dân cư cao cấp Sentara Đề Phúc Thành cả nhà. Đó, đây là view về quận 1 cả nhà.